Tuvi giới thiệu sản phẩm hôm nay. Xin mời giới thiệu các bác theo dõi về cái sản phẩm mới, đó là cái mẫu chân trống nhé. Hôm nay giới thiệu với các bác một cái mẫu chân trống mới dành cho anh em chơi PCP, chơi củi. Cái mẫu chân trống này là mẫu chân trống hàng cao cấp nhé, hàng cao cấp, hàng xoay 360 độ nhé, hàng xoay 360 độ. Đây là cái hình ảnh thực tế của nó. Thì đây là cái hộp bao bì nhé, hộp bao bì đây. Tôi sẽ bóc ra cho các bác xem. Đấy, túi bóng này. Trong hộp bao bì này sẽ có thêm một cái lục lăng hay gọi là lục giác đi theo nhé, một cái lục giác đi theo để cho các bác xoáy và điều chỉnh. Đây. Còn đây là cái túi của nó. Đây, chân trống 360 độ. Cái này là cái khoảng cách ngắn nhất, khoảng cách ngắn nhất của nó nhé. Thế còn khoảng cách dài hơn thì các bác sẽ rút cái chân này ra, rút chân này ra. Đầu tiên là mình, đây là cái chân trống này đang được bẻ lên nhé, đang được bẻ lên. Thì giờ mình sẽ bẻ nó xuống để nó trống. Thì cái này nó có những cái lẫy này, này, có những cái lẫy răng răng này, này. Muốn bẻ xuống được thì các bác bấm vào cái nút chốt này, cái nút trắng này, bấm nó xuống. Đấy, thì nó sẽ nhả cái chốt ra. Vào từng khớp một nhé, vào từng khớp một này. Đây là một khớp này. Tiếp tục hai khớp này. Khớp này sẽ nằm ở giữa nhé, khớp này là khớp nằm ở giữa. Còn tiếp tục khớp này thì sẽ nghiêng về phía trước một chút. Đấy. Còn cái khớp giữa này thì nghiêng về phía sau một chút nhé. Đấy. Thì mình bấm vào cái chốt này, bấm vào chốt này nó sẽ nhả ra này. Đấy, nó nhả ra xong đó mình mới xoay được, mình xoay theo ý mình được nhé. Tôi sẽ để nấc giữa cả hai bên. Đấy. Đấy, cả hai bên tôi sẽ để nấc giữa nhé. Đây là chiều đứng của nó, chiều đứng của nó nhé. Thế còn cái chiều cao, chiều cao thì các bác muốn cao bao nhiêu thì cầm cái nấc này rút ra này. Ở đây có cái vòng đai này, vòng đai này có cái chiều giáp tay này để bám cho có ma sát đấy. Mình cầm vào đây, mình kéo nó xuống. Đấy nhá, mình kéo xuống này, các bác để quan sát này, kéo xuống thì nó sẽ trơn. Đấy, kéo xuống là mình kéo xuống thì nó sẽ đẩy cái chân thấp xuống để cho nó cao ra nhé, chân dưới. Đấy. Đây là có mấy khớp này, một khớp, hai khớp, ba khớp, khớp dưới cùng là khớp thứ tư. Ví dụ như mình không muốn khoảng cách cao như thế này, mình không muốn khoảng cách cao này thì mình muốn nó ngắn hơn ấy, thì mình lại kéo mình đẩy lên khớp trên, đẩy lên khớp trên nhé. Đấy, có nghĩa là muốn kéo lên đây, muốn đẩy được cái khúc dưới này lên hay xuống ấy, thì các bác kéo vào cái này. Đây, kéo cái này, tôi kéo này, kéo xuống này. Đây, các bác thấy hở ra nhá, thì nó sẽ trượt ra khỏi lẫy, nó trượt ra khỏi cái rãnh này này, nó trượt ra khỏi cái rãnh thấp này. Thì mình ấn lên, nó gặp rãnh nó sẽ thắt lại, nó sẽ mắc lại. Đồng nghĩa với việc nếu mà mình muốn kéo xuống, mình kéo một cái, nó ra khỏi cái rãnh này rồi nhé. Ra khỏi cái rãnh này rồi. Thì mình kéo xuống này, nó gặp rãnh nó sẽ mắc lại. Đây. Nhá. Như này. Cái này thì cái này gọi là chiều cao nhất của nó rồi đấy. Chiều cao nhất rồi đấy. Chiều cao nhất nó là 25 phân. 25 phân. Cái dòng này là như vậy nhá. Cao nhất là 25 phân. Đấy. Còn trên này nó là cái hệ thống dây để kẹp vào cây củi của các bác, để kẹp vào cây củi nhé. Thì bây giờ cái đường, cái này là cái bát kẹp này, cái bát kẹp này nó sẽ có cái khóa này, cái khóa này. Các bác muốn nhả được cái bát kẹp ra, các bác phải bấm cái khóa xuống, bấm cái khóa xuống nhé, bấm khóa xuống thì mới kéo được cái bát này ra, kéo được cái tay khóa này ra. Thì lúc này là cái này nó sẽ nhả ra này, nó sẽ nhả ra. Và cái khe hở này, cái khe hở này ấy, của nó là cái dây to, dây 20 nhé, dây 20 các bác nhé. Thế nhưng mà các bác có thể dùng cái cà nê điều chỉnh như thế này, điều chỉnh con ốc này vào thêm một tí nữa thì là sẽ giúp cho cái khe của mình nó sẽ nhỏ đi, khe mình sẽ nhỏ đi. Và đồng thời mình sẽ lại kẹp nó vào lại này. Đấy, kẹp nó vào lại này. Thế muốn nhả cái kẹp này ra được thì lưu ý phải có cái lẫy này, bóp con lẫy vào, nhả cần được ra. Ở phía bên này thì nó là lỏng thôi, phía bên này lỏng thôi, chỉ phía bên này nó còn lẫy nó giữ lại thôi nhé. Đấy. Thì các bác hình dung ra là mình đẩy nó ra phía này ấy, là mình nhả cái khe rãnh thì nó rộng ra, nó rộng nhất ra đấy. Đấy, cả bên này cũng vẫn là rộng nhất. Thế mình dùng con ốc, cái lục giác này mình điều chỉnh để cho nó nhỏ khe, bớt khe vào lại, bớt khe vào lại. Nhưng mà nếu ý nó nói đơn giản nhất thì cái này gọi là cái kẹp dây. Đây, cái này khi kẹp nới vào nhỏ quá thì nó căng quá thì cái kẹp này nó không vào được này. Đây, các bác phải nới ra lại một chút nữa.
để cho nó lỏng lên một chút nữa thì cái bát kẹp kia nó mới kẹp được vào nhé, cái khóa kia nó mới gồng lại được. Thì nói đơn giản nhất các bác hiểu, nó là cái này là cái kẹp vào dây 20 đấy, cái gọi là cái này là kẹp vào dây 20 này nhé, các bác lưu ý kỹ là như vậy. Thế còn chân chống xoay 360 độ là như thế nào? Thì có nghĩa là cái này ấy, là các bác sẽ kẹp vào cây củi của mình, cây củi mình nằm ở đây nhé, và nó sẽ có cái chiều xoay cây củi cho các bác đây này. Ví dụ như cái ngón tay đâu là cây củi đi, cái ngón tay là cây củi đi, nó sẽ xoay cho các bác được 360 độ luôn, có nghĩa là xoay tròn đấy nhé. Đây xoay tròn này, các bác thấy không, xoay tròn luôn nhé. Rồi đấy, đây xoay, nó xoay 360 độ. Thế còn xoay xoay mà nó chặt hay nó lỏng ấy thì nó phụ thuộc vào con ốc cối dưới này này, ốc cối dưới này thì các bác điều chỉnh nó này, làm sao siết tháo siết vào hoặc xoay ra làm sao cho nó vừa tầm đấy, nó vừa tầm. Thì giờ ví dụ như các bạn các bác dùng cây củi để mà bắn ấy, thì ví dụ như tôi hình dung đi, đây là cái cây củi chẳng hạn này. Đó, đây là cây củi chẳng hạn này nhá. Cái củi này nó nằm ở trên chỗ này, nằm ở trên này nhé. Đây nằm trên này đấy, nó nằm trên này như này. Bây giờ ví dụ như các bác nằm, các bác ngắm, các bác xoay theo hướng này đấy, xoay theo hướng này như này, nó là hết cỡ rồi, xoay tiếp sang hướng này đấy, thì nó cũng là hết cỡ rồi nhé. Thế đối với chân trống này, chân trống xoay được cái góc quay 360 độ thì gọi là chân trống xoay 360 độ nhé. Thế còn đối với cái dòng chân trống lúc trước là dòng chân trống nó cố định, nó không có xoay được. Các bác muốn xoay thì các bác phải nghiêng cả cái chân này này, nghiêng cả cái chân này mới xoay được. Thì cái dòng chân trống nó bên shop vẫn còn nhé, đủ 3 loại cho các bác, 25 phân, 40 phân và 70 phân. Thế còn đối với cái dòng này thì chỉ có cái loại cao 25, 27 phân này thôi nhé, quay 360 độ này, có một mẫu duy nhất nhé. Thế còn giá thành của cái này, giá thành của cái này nó là 500.000 các bác nhé, 500.000. Đấy, 500.000 cho cái chân trống này, đã bao cả phí rồi. Đấy, đây, quay chân trống quay 360 độ các bác nhé. Đấy. Rồi mọi thông tin thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên phía dưới màn hình nhé, số điện thoại bên phía dưới màn hình. Chân trống dành cho PCP, cái đường dây này là dây kẹp vào dây 20 mà có khả năng quay 360 độ nhé. Đấy. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Các bác nào mới đăng nhập kênh